đi ra ngoài viết bản kiểm điểm cho cô. Thưa cô, người có chồng là người Tây có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô. Câu chuyện giờ học sinh vật. Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh: Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy? Vô và giơ tay: Thưa cô, vì nó bị con cá voi hiếp ạ. Cô giáo không kiềm chế nổi: Em biến khỏi lớp học cho tôi, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không? Vô va đã ra tới cửa nhưng vẫn nói vọng vào: Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả. Câu chuyện bông hồng có chân. Bé Vô Va đi học lớp 1. Hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và Vô Va nắn nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn. Cô giáo xoay sư chấm bài, hết bài này đến bài khác. Bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô kêu tên Vô Va lên và cô hỏi: Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của em. Hãy nói cho cô biết, đã bao giờ cô dạy em vẽ bông hồng có chân chưa? Vô Va ngây thơ, mắt ngắn lệ: Thưa cô, vì tối qua em nghe ba em nói với mẹ em: Bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy dang hai chân ra. Câu chuyện chờ. Một sáng nọ, Vô Va đến lớp rất trễ, cô giáo liền hỏi: Mỗi ngày em đều đi đúng giờ, sao hôm nay đến trễ vậy? Dạ, sáng nay có hai chị hàng xóm nhà em cãi nhau ạ. Hàng xóm cãi nhau thì mắc gì em đi học trễ? Dạ thưa cô, một chị đòi lột quần chị kia, nên em cứ chờ mãi ạ. Câu chuyện hơn mẫu sô-cô-la. Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ, các nhân viên phát cho mỗi em một thanh sô-cô-la hình cô bé, cậu bé. Đến lượt Vô Va, nhân viên hỏi: Thế cháu thích hình nào? Dạ, hình cậu bé ạ. Tại sao thế? Vì hình cậu bé thì cháu được thêm một mẫu sô-cô-la mà các hình cô bé không có. Vô Va hỏi mẹ: Mẹ ơi, có phải sự thật là chúng ta được Chúa nuôi không? Ừ, nói chung là vậy. Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn. Hiển nhiên. Còn quà thì được ông già tiếp tặng. Con nói đúng rồi đó. Mẹ ơi, vậy thì chúng ta cần ba ba để làm gì? Câu chuyện an toàn lao động. Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dặn ví dụ: Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ. Còn cô bé đội mũ bảo hiểm cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp.
giọng vô vang cắt ngang lời thầy. Vâng, em biết cô ta thưa thầy, cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười. Câu chuyện con nít có thể có thai không? Khi Vova đi học trường mầm non, một hôm Vova hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có thể có thai không cô? Con nít không thể có thai được đâu con ạ. Nghe cô giáo khẳng định như vậy, Vova liền chạy tới đứa bạn gái nói: Đó, em không phải sợ đâu. Câu chuyện còn đau hơn. Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp, khóc mình dán đầy bông băng. Ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình. Bác xem này, em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay. Trời ơi, thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem. Đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. Câu chuyện Vova và ông đọc chuyện. Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vova quay sang hỏi ông: Ông ơi, ông đọc chuyện gì thế? À, chuyện lịch sử cháu à. Với vẻ nghi ngờ, Vova ngó vào quyển chuyện của ông, giọng bức xúc: Ông đọc chuyện ít ít ít, thế mà ông nói dối cháu. Ông nhẹ nhàng vẽ mặt buồn chán. Ừ,